Chào ngày mới đầu tuần, quý vị khán giả của Cà phê Sáng. Khả năng là phải từ chiều tối nay thì không khí lạnh mới về tới Cao Bằng và Lạng Sơn. Vậy nên là những nơi khác phải từ đêm trở đi thì trời mới chuyển mưa và dần chuyển rét. Còn ban ngày, trời vẫn sẽ nắng ráo. Qua camera thực tế ngay lúc này thì quý vị có thể thấy là ngoài trời Hà Nội đang được bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ, trời nhiều mây, tiết trời lành lạnh với mức nhiệt đang vào khoảng là 23 độ. Dự báo trưa chiều nay tại Hà Nội sẽ xuất hiện nắng, mức nhiệt cao nhất vào lúc đầu giờ chiều sẽ là 27 độ. Vậy nên là khi ở lâu ngoài trời, quý vị sẽ cảm thấy khá nóng và bức. Giữa tiết trời như thế này thì trẻ nhỏ rất dễ bị ốm, vậy nên cha mẹ hãy mặc cho trẻ những chiếc loại trang phục phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho con em mình. Cha mẹ nên mặc bên trong của trẻ những chiếc áo mỏng nhẹ như là một chiếc áo sơ mi hoặc thậm chí là một chiếc áo cộc tay với chất liệu cốt tông như thế này để khi trẻ vận động, áo sẽ thấm hút mồ hôi tốt hơn. Còn ban ngày khi đi học, cha mẹ hãy khoác thêm cho bé một chiếc áo khoác gió như thế này bởi vì thường buổi sáng tiết trời sẽ lành lạnh. Hy vọng rằng những thông tin mà Minh Phương mang tới sẽ giúp quý vị bắt đầu một ngày mới an toàn và hiệu quả. Còn bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Thị xã Sapa hôm nay trời vẫn tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ cao nhất sẽ là 23 độ, đêm có lúc có mưa. Thành phố Hạ Long sẽ nhiều mây, trưa chiều có nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ, từ chiều tối trở đi, gió đông bắc mạnh dần lên. Thành phố Đà Nẵng dự báo nắng đẹp, không khí thoáng mát, nhiệt độ sẽ không quá 30 độ. Thành phố Hội An cũng nắng từ sáng đến chiều nhưng không hề nóng, khoảng 30 độ. Thành phố Đà Lạt sáng sớm có sương mù, sau đó sẽ tan nhanh khi nắng lên, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay trời nắng cả ngày và nóng, nhiệt độ khoảng 34 độ. Thành phố Cà Mau là một trong ít điểm có thời tiết dịu mát ở Nam Bộ, nhiệt độ không quá 31 độ, trời nắng mây đan xen,